Truyền thông Trung Quốc sốc trước sự cố gãy vượt khiến vận động viên bị loại ở Olympic. Báo giới Trung Quốc cảm thấy sốc trước việc tay vợt số một thế giới Quang Chu vừa giành huy chương vàng huy chương vàng môn bóng bàn nội dung đôi nam nữ nhưng bị loại sớm ở nội dung đơn nam vì sự cố gãy vượt. Vô cùng sốc. Tay vợt số một thế giới Quang Chu bị loại ngay trận ra quân môn bóng bàn nội dung đơn nam và tức giận đến mức ngã gục xuống ghế tờ 163 của Trung Quốc chạy dòng tít sau khi chứng kiến Quang Chu, Hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam môn bóng bàn Olympic bị loại sốc ngay từ vòng 1 phần 32 diễn ra vào hôm 31 tháng 7. Wang Chu là tay vợt vừa cùng đồng đội Sun Jiha giành tấm huy chương vàng môn bóng bàn đầu tiên cho đoàn thể thao Trung Quốc ở nội dung đôi nam nữ diễn ra tối ngày 30 tháng 7. Tuy nhiên, tay vợt số một thế giới bất ngờ bị loại ngay trận ra quân nội dung đơn nam khi thất bại với tỷ số 2-4 trước Chu tay vợt người Thụy Điển đang xếp hạng 26 thế giới và là hạt giống thứ 19 tại Olympic Paris 2024. Điều đáng nói là trong 8 lần đối đầu giữa Wang Chu với Chu Morega ở các giải đấu quốc tế trước đó, vận động viên của Trung Quốc đều giành chiến thắng. Thậm chí tay vượt Thụy Điển chưa bao giờ thắng quá 2 set đấu khi đối đầu với Wang Chu. Thế nên việc bị Chu Morega loại ở vòng 1 phần 32 nội dung đơn nam môn bóng bàn ở Olympic thực sự là một cơn địa chấn với bóng bàn Trung Quốc cũng như bóng bàn thế giới. Đáng tiếc hành trình của Wang Chu ở nội dung đơn nam ngay từ đầu đã bị phủ bóng đen. Sự cố cây vượt chính của anh ấy bị một phóng viên ảnh rỗng gãy và báo trước điểm chẳng lành. Ngoài ra, có lẽ anh ấy đã quá mệt mỏi sau trận đấu đôi nam nữ trước đó ít giờ và thể lực bị ảnh hưởng. Điều này chắc chắn đã làm tăng thêm độ khó không thể tả của trận đấu, tờ 163 nói về nguyên nhân thất bại của Quang Chu. Quang Chu, người xếp hạng số một thế giới, bất ngờ bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Anh tỏ ra chán nản vì tức giận trong khi Morega A phấn khích nằm xuống đất ăn mừng. Tờ báo của Trung Quốc nói thêm về khoảnh khắc ứng viên giành huy chương vàng đơn nam Olympic bị loại sớm ở trận gia quân. Một tờ báo khác của Trung Quốc là Sina Sport cũng cảm thấy sốc không kém khi ngôi sao sáng giá của bóng bàn nước nhà bị loại sớm sau vòng 1 phần 32. Vua bóng bàn Trung Quốc bị loại, lỡ cơ hội vào vòng mùng 1 tháng 8, tờ Sina Sport giật tít. Tờ Sina Sport cũng nhấn mạnh nguyên nhân thất bại khó tin của Quang Chu có lý do từ việc bị gãy vượt chính và phải chuyển sang dùng vượt phụ khi thi đấu nội dung đơn nam. Vượt có ý nghĩa gì đối với người chơi bóng bàn? Trên sân, cây vượt là người đồng đội sát cánh cùng các vận động viên chiến đấu, đồng thời cũng là nhân chứng tốt nhất cho mồ hôi và chiến thắng của họ đặc biệt đối với các vận động viên trình độ cao sân chơi giống như một chiến trường một cây vợt quen thuộc và thoải mái có thể phát huy tối đa khả năng cạnh tranh của họ tuy nhiên để người chơi tìm được một cây vợt tốt như vậy không phải là điều dễ dàng từ việc chọn tấm đế đến gắn cao su sau khi gắn cao su người chơi phải thích nghi với độ bám của cán vợt và dần dần đưa vượt vào trạng thái vừa vặn và thoải mái nhất khi gãy vượt và chuyển sang vượt phụ các vận động viên phải mất ít nhất 10 ngày để thích nghi và quá trình này rất cần thiết ngay cả đối với các nhà vô địch Olympic, tờ Sina Sport bình luận. Đáng chú ý, trả lời truyền thông sau thất bại, tay vượt Quang Chu thẳng thắn cho rằng việc anh bị loại không thể đổ lỗi cho sự cố gãy vợt. Đổi vợt không phải là lý do của thất bại. Thực tế không có sự khác biệt trong cảm giác, bởi cả hai cây vợt đều là của riêng tôi. Hôm nay tôi thất bại vì mắc quá nhiều sai lầm, Quang Chu thẳng thắn bày tỏ. Với việc Quang Chu bị loại sớm tại nội dung đơn nam, bóng bàn Trung Quốc giờ chỉ còn trông chờ vào màn thể hiện của tay vợt số 2 thế giới là Phan En để bảo vệ tấm huy chương vàng nội dung đơn nam giành được ở Olympic Tokyo 2020 vào 3 năm trước. Về phía Chu, dù bị loại ở nội dung đơn nam nhưng anh vẫn còn một nội dung thi đấu là nội dung đồng đội nam. Ở Olympic Paris 2024, môn bóng bàn chỉ có 5 bộ huy chương, gồm các nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Hai nội dung đôi nam và đôi nữ không được đưa vào thi đấu tại thế vận hội Paris.